Oh, xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn đi tham quan hang đá này là đẹp nhất. Nói chung là mình đi các nơi rồi các bạn ơi. Mà mình chỉ về cái hang đá này là mình chọn hang đá này là đẹp nhất. Bây giờ mình cùng các bạn tham quan cái hang đá này nha các bạn nha. Hang đá này người ta cũng kỳ công. Mà người ta làm xưa rày cũng cả gần cái tháng trời rồi mới xong cái hang đá này các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn vô đây tham quan cái hang đá này có cái gì đặc biệt không nha các bạn nha. Coi thử họ trang trí có cặp mắt thẩm mỹ như thế nào. Rồi mình cùng các bạn vô tham quan đi nha. Rồi đây thôi. Rồi đây. Đó. Bên này cũng có người bán hàng. Nói chung là tập trung về đây bán hàng rất là đông vui. Có cô nàng này nữa. Cô nàng bán kem gì bánh bông lan trà sữa. Bông lan trà sữa. Rồi đây. Dạ có mấy anh này. Chưa cô. Dạ dạ. Mấy anh này là chủ ở chỗ này. Anh đây. Đây 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 cô nàng. Đây cô nàng đây. Biệt mắt biệt mỏi gì đâu mệt quá. Đó. Rồi cô nàng này nữa. Đây đây. Cái viên chiên các bạn ơi, rất là vui, rất là đẹp. À, cái viên chiên cô nàng cũng xinh gái. Rồi có em bé, đi tham quan mà rốt cuộc cũng cho hồn đi du ngoạn rồi. Rồi nói chung khuya mà mình thấy hang đá này đẹp, đẹp rất là đẹp. Rồi ở đây là cũng có nhiều người bán hàng các bạn. Rất là đẹp. Vui. Đồ chơi trẻ em. Bây giờ mình cùng các bạn vô trong hang đá tham quan nha các bạn nha. Cái cổng trước nè. Cái cổng trước các bạn ơi. Đó cổng trước. Hang đá đẹp nhất nha các bạn nha. Đây là hang đá đẹp nhất nè. Đó, bây giờ mình vô mình coi thử từng phần một coi cái chứ. Coi thử những nghệ nhân họ làm hang đá trang trí rất là đẹp. Đó. Vô đây các bạn. Người ta làm cái xuồng. À, cái xuồng có con cá mập. Con cá mập các bạn. Đó, rất là đẹp con cá mập nha các bạn. Nó nằm trên cái xuồng. Đó, nằm trên cái ghe rất là đẹp. Nói chung ở đây người ta cũng có cặp mắt thẩm mỹ. Đó. À đây những anh em tham quan du lịch. Đó. Rất là đẹp. Trên kia có ngôi sao xẹt. Trên kia có ngôi sao xẹt xuống các bạn ơi. Đó xẹt. Rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình lại đây coi thử có những ngày kia là thứ gì anh. Không biết à. Rồi đây các bạn. Có những ngày này đứng mình không biết ngày những ngày này là gì mình cũng không biết nữa. Trang trí hang đá rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp, đẹp nhất luôn khu vực này luôn các bạn. Đó, có chúa, chúa dân sinh. Đó. Giờ này cũng hơi tối rồi. À, khách tham quan du lịch cũng về bớt rồi. Đấy các bạn, ở trên kia là chờ chính, phần chính có chúa cùng các đức mẹ đức cha gì không biết nữa, mình cũng không rành. Rồi đứng cạnh bên chúa trời. Rồi, rất là đẹp các bạn. Ở bên này bên này thì mấy ảnh cũng làm cái có hồ cá thả cá sống luôn. Cá sống bơi lội như này luôn. Họ có cá như này các bạn. Đó. Rồi bạn nào sau này có làm mà bắt chước cái hang đá này làm rất là đẹp. Có cá các bạn ơi. Cá. Cá đó cá sống luôn. Người ta thả như này luôn. Nó sống luôn. Nó bơi. Thôi các bạn. Rất là đẹp. Đây có mấy em bé này cũng vui cười nè đó. Cười. Cười tê tét. À, rất là vui. Ồ, quá đẹp luôn.
À, có ông này cũng không biết ông gì nữa, mình thấy ông lão mà không biết ông gì. Rồi cảnh quang cảnh trang trí cũng đẹp. Đó. Trang trí rất là đẹp các bạn. Ở đây có cô nàng thổi kèn. Hình tượng các bạn, hình tượng. Rồi. Rất là đẹp, rất là đẹp. Những cái cây này là cây tươi mà chắc người ta lặt lá rồi, người ta sơn trắng luôn, sơn trắng. Rồi, sơn trắng luôn các bạn ơi, sơn trắng. Sơn trắng hết. Cây tươi mà người ta trồng, người ta lặt lá, người ta sơn trắng làm giống cái cây phủ tuyết. Đó, rất là đẹp. Giờ này cũng hơi khuya khuya rồi, khách hành hương tham quan du lịch người ta về hết rồi. Còn mấy đứa em bé nhỏ rồi, chạy lông rong chơi cho nó vui. Đó, rất là đẹp. Quang cảnh toàn bộ nha các bạn nha. Đó, đây là mặt trong phía cổng, mặt trong á các bạn. Cái hang đá này là đẹp nhất ở khu vực này luôn, liên xã luôn, hang đá đẹp nhất liên xã. Hồi nãy mình cũng đi rất là nhiều chỗ rồi mà mình không thấy chỗ nào đẹp bằng chỗ này, nên thành mình muốn làm cái video này mình giới thiệu cho các bạn tham quan du lịch để chuẩn bị ngày Noel tới, là các bạn đến đây du lịch tham quan nha các bạn nha. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đẹp quá. Rồi, đây đây. Rồi. Rồi. Đẹp các bạn ơi, đây là mình zoom toàn bộ quang cảnh các bạn. Rất là đẹp, đẹp nhất ở khu vực này luôn. Đẹp nhất liên xã luôn. Long Hải, Phước Hưng, Phước Tỉnh là ba xã mà cái hang đá này là đẹp nhất nha các bạn nha. Rất là đẹp. À, đẹp gớm không? Rồi. Rồi đến đây các bạn ơi. Nói chung là mình đi rất là nhiều nơi rồi mà chỗ này là đẹp nhất nha các bạn nha. Sau này còn mấy hôm nữa, tuần 2 tuần nữa là tới ngày Noel. Rồi các bạn nên đến cái hang đá này tham quan du lịch nha các bạn nha. Rất là đẹp. Rồi bây giờ đến đây mình xin chào các bạn nha. Bye bye, bye bye. Có kênh YouTube không? Dạ có anh.